đám dạ, học Japan chuyên ghế massage nội địa Nhật Bản xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì shop của học Japan à, à, mới về một lô hàng mới và à, bây giờ đây thì em học Japan sẽ à, gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn à, những mẫu ghế hiện đang có tại cơ sở à, Hồ Chí Minh của học Japan. Trên shop của học Japan thì có hai cơ sở, cơ sở 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở 2 tại à, à, Hà Nội vì vậy quý cô chú anh chị và các bạn ở khu vực phía bắc thì có thể ghé cơ sở 2 tại hà nội để mình trải nghiệm và uh, test thử những mẫu ghế bên shop của học japan trước tin thì học japan xin giới thiệu tới uh, tất cả quý cô chú anh chị và các bạn uh, những mẫu ghế của ba hãng chính uh, nội địa nhật bản đó là hãng panasonic hãng Fujiyuki và hãng family nada À, bên shop của Japan thì à, không bán hàng bãi, hàng kém à, chất lượng. Như mọi người có thể thấy thì bên shop của Japan à, toàn là những mẫu ghế à, à, chủ yếu là trên 35, à, 38 triệu trở lên. À, ít khi mà có những mẫu à, à, thấp, tại vì cái tầm mà dưới 25 triệu thì bên shop của Japan không bán, nữa, vì đó chính là những mẫu à, hàng bãi. Nếu uh, quý cô chú anh chị và các bạn ai đã theo dõi và uh, thường xuyên uh, uh, xem video bên shop Hợp Japan Thì cũng có thể thấy thì bên shop Hợp Japan chỉ bán những mẫu cao cấp uh, hàng đấu giá thôi Và trước tiên thì họp Japan xin giới thiệu tới mọi người một mẫu uh, ghế Đây là chiếc mà uh, khi mà đấu giá thì họp Japan thấy rất là đẹp Vì vậy mà họp Japan mới uh, nhập một chiếc duy nhất À, đây là chiếc banonic uh, uh, massage toàn thân luôn và có mã là uh, ep mã 043 mẫu này thì hợp cho bạn đang bán với giá 28 triệu mẫu này thì phù hợp với những người uh, uh, nhỏ thấp uh, tầm mét 6 trở xuống hoặc là khoảng 55kg trở xuống 55 uh, 55 hoặc 60 kg trở xuống mẫu này thì mẫu massage toàn thân được sản xuất vào năm 2013 và đã có con lăn đá nóng và nhiệt ở ngoại trên à, có con lăn đá nóng và nhiệt ở dưới gan bàn chân mẫu này thì phù hợp với những gia đình mà có không gian à, à, vừa và nhỏ thì à, rất là tiện và à, nếu mình không sử dụng thì cái chân nó sẽ thu lại giống như là một chiếc ghế sofa vậy này phân khúc à, thấp nhất bên chúc của học Japan là mẫu à, 28 triệu này thì trước tin thì à, À, Học Japan xin giới thiệu luôn thì tất cả sản phẩm bên shop Học Japan thì đều bảo hành là 18 tháng. À, ghế mới đập hộp thì bên shop Hap Japan bảo hành là 3 năm về à, lỗi của nhà sản xuất và bảo hành à, da và túi hơi của ghế mới là 10 năm. Còn à, những mẫu à, lướt mẫu đấu giá như thế này thì bên shop Hap Japan bảo hành lỗi của nhà sản xuất là 18 tháng và bảo hành da và túi hơi là 5 năm. À, tiếp theo đây là mẫu thứ hai mẫu Panasonic à, bảy 74 mẫu này thì được sản xuất vào năm 2014 à, chiếc này thì là một chiếc phun à, chức năng của Panasonic có con lăn đá nóng và nhiệt à, à, ở dưới gan lòng bàn chân mẫu này thì có 6 bài massage toàn thân và mẫu này được à, sản xuất vào năm 2014 đời cũng rất là cao rồi mẫu này thì hợp Japan đang bán với mức giá là trên 40 triệu cái bên đây là mẫu cao cấp của hãng Panasonic. Mẫu này à, một chiếc màu be. Đây, như mọi người có thể thấy thì chất da còn rất là đẹp. Này. Khi mọi người mua một chiếc ghế massage thì mình trước tiên thì mình à, nhìn vào gối hoặc là vào cái phần mông của chiếc ghế massage thì mình sẽ biết được là chiếc ghế đó à, sử dụng nhiều hay ít. Tất cả sản phẩm bên xúc của Học Japan thì đa số nó đều có catalog sẽ hướng dẫn à, bên Nhật còn nguyên tại vì đây là những sản phẩm đấu giá bên xúc của Hạt Japan Mẫu này thì có 9 bài mã xa toàn thân Và đặc biệt từ mẫu ma 97 thì có quân à, lăn gắn bàn chân. Và chế độ nâng mông rồi, từ quân à, không ma ma 058 thì có chế độ nâng mông rất là cao để quân lăn có thể lồng sâu xuống đốt sống cuột. À, hợp Japan xin à, à, tư vấn thêm về ba hãng ghế massage nội địa Nhật Bản thì à, mỗi hãng thì phù hợp với từng một đối tượng à, như hợp cho Ban à, theo kinh nghiệm và cũng như à, à, những khách hàng quốc à, bí thì à, mẫu panasonic thì chuyên về massage lưng vai gái vật lý trị liệu vì à, nó có nhiệt hồng ngoại trực tiếp trên con lăn khi mà à, mình massage thì con lăn nó xoa so, nó đấm nó bóp ở cái vùng nào thì nó sẽ sinh ra nhiệt luôn thì giúp cho người sử dụng mình sẽ cảm nhận được nó lưu thông máu này rồi giảm dây thần kinh ngay khi mà cái lúc mà con lăn nó massage ở cái vùng đó luôn vì vậy mà nếu mọi người mà cần một mẫu chuyên về lưng vai gái massage vật lý trị liệu thì học Hap Japan lúc nào cũng tư vấn về dòng Panasonic còn về dòng family nada này thì chuyên về kéo giảm cuộc sống thì phù hợp với phụ nữ hoặc người lớn tuổi hơn ví dụ như những người à nhỏ hoặc là những người trên 50 tuổi hoặc là những người mà cần kéo giảm một cuộc sống à, tại vì như mọi người có thể biết thì khi chúng ta đi à, bác sĩ đi khám à, những cái vấn đề về xương khớp thoái hóa hoặc là thất vị đĩa đế đệm thì bác sĩ lúc nào cũng tư vấn chúng ta là về nên sử dụng những cái bài kéo giảm mình không nên gánh để nó chèn ép cái dây thần kinh lại hoặc là chèn ép cái đốt sống. Vì vậy mà À, cái dòng Family Nada thì phù hợp với phụ nữ hoặc là người lớn tuổi hơn. Đặc biệt thì Family Nada nó chuyên về kéo giảm cuộc sống. Này. Còn về Fujizuki thì lại phù hợp với à, gia đình mà nhiều thế hệ. Nó giống như một mẫu massage thư giãn. À, mẫu này thì người lớn cũng có thể dùng, có thể sử dụng được hoặc là người à, trẻ cũng có thể sử dụng được vì cái mức độ tăng chỉnh về cái À, mức độ mạnh nhẹ của cái quân lăn thì à, nó tốt hơn family inada hoặc là Panasonic. ví dụ như mình muốn mạnh nhất thì à, những người mà cần à, cái mức à, maximum thì vẫn có thể à, rất là mạnh và mình giảm nhẹ thì giảm được rất là sâu vì vậy mà cái mẫu fuji thì phù hợp nhiều hơn với à, người à, à, những gia đình mà ba bốn thế hệ fuji thì à, nếu mọi người mà cần à, về kéo giảm cột sống thì hợp Japan khuyên mọi người không nên tìm hiểu dòng Fujiyuki Fujiyuki thì kéo giảm thì không bằng Panasonic hoặc Family Nada rồi à, tiếp theo đây thì mẫu Panasonic pma 97 quần lăn gắn bằng chân và quần lăn đá nóng nhiệt rồi chuyên về vật lý trị liệu của dòng Panasonic thì mẫu này hợp Japan đang bán với mức giá trên 50 triệu. Mẫu này được sản xuất vào năm 2016. Bên đây thì học Tập đang có hai chiếc Luminous 10.000 của dòng Family Nada. Mẫu này thì chuyên về gập bỉa và kéo giãn cuộc sống. À, phù hợp với phụ nữ hoặc là người à, lớn tuổi, những người mà trên 50 tuổi. Hoặc những người mà cần về một mẫu à, à, cái phân khúc giá như hai mẫu này thì học Tập đang mức, bán với mức giá trên 50 triệu. À, dưới 60 triệu thôi. Thì... À, trong cái mức à, dưới 60 triệu thì chắc chắn chỉ có hai mẫu này là mẫu kéo giảm tốt nhất của những h... hãng ghế massage nội địa Nhật Bản và đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh AI rồi có thể nhớ và lưu trữ với thói quen người dùng này học tập anh quay cả nhà những chiếc cối của chiếc này thì còn cực kỳ nét và đẹp này có cả kẹp huyết áp này rồi bảng uh, hướng dẫn tiếng Nhật này sách uh, hướng dẫn tiếng Nhật này đây là những mẫu đấu được hợp cho đấu giá thì rất là kỹ lựa rất là kỹ lưỡng bên nhật mẫu này thì bố trí rất là nhiều túi khí à, vì mẫu này chuyên về kéo bỉa và vặn phân khúc trên à, phân khúc từ 50 tới 60 triệu chuyên về kéo giảm cuộc sống và mẫu này được sản xuất vào năm 2017 và 2018 nhé 2019 thì hãng đã ngưng sản xuất mẫu này rồi vì vậy mà mọi người mà Cần một mẫu 2019 của luminous thì chắc chắn sẽ không có đâu Kế bên đây thì họp Japan có chiếc IS2000 Đây là chiếc đầu tiên sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo của Fujisuki Mẫu này thì Có tấm chữ nhiệt rất là lớn nhờ. Trước sau mình có thể chuồn lên ngực hoặc là mình có thể Để sau lưng Ra thì cách điệu lỗ này Để thoát cái nhiệt ra ngoài khi mình sử dụng và trên gối thì có theo chữ Fujiroki Mẫu này thì à, có quần lăn gân bàn chân có nhiệt hồng ngoại và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh AI rồi có bài massage chuyên sâu 30 phút 5 bài massage chuyên sâu 30 phút và chế độ quần lăn 12 cm Mẫu này thì bên chốt của Hợp Japan này được sản xuất vào năm 2020 Mẫu này thì học Japan đang bán với mức giá trên 4 à, trên 60 triệu để quý cô chú anh chị và các bạn có thể tham khảo bên đây thì ở Japan cũng có mẫu của dòng SKS mẫu Fujizuki SKS 6900 mẫu này thì được sản xuất vào năm 2019 nhé đây. mẫu này thì tầm giá trên 60 triệu một chút xíu thôi cũng có tấm tứ nhiệt mẫu của dòng SKS đây là mã SKS 6900 sử dụng màn hình cảm ứng mẫu này thì chưa có à, sử dụng à, cái công nghệ AI có còn làm gần bàn chân và có nhiệt hồng ngoại thôi và bài massage chuyên sâu 30 phút màn hình cảm ứng trên 60 triệu một chút đời 2019 à, tiếp theo bên này thì học Japan có một chiếc rất là đẹp Panasonic EPMA 058 đây chúng ta có thể nhìn về cái da ở cái phần mông này gần như là giống như là chưa sử dụng luôn Đây, Panasonic EPMA 058 với 7 bài massage toàn thân và đặc biệt từ mẫu mà 058 thì chế độ nâng mông à nâng mông rất là cao mẫu này thì chưa có con lan gan bàn chân mà có bị bấm huyệt dưới chân thôi và nhiệt trong ngoại ở dưới lòng bàn chân mẫu chuyên về vật lý trị liệu lưng vai gái có nhiệt hồng ngoại trên con lăn nếu mọi người mà mua một mẫu mà A057 trở xuống mà 73, 74, 75, 76, 057 thì mọi người có thể thêm chút xíu nữa thôi vài triệu để mình có thể sở hữu ngay được một chiếc mà 058 mẫu này thì y chang mẫu mà A9068 chỉ khác là mẫu mà 068 thì có thêm hai bài massage toàn thân còn về mẫu mã về chức năng về cấu tạo về nội ngoại thất thì hai chiếc như nhau chỉ có những người nào mà kỹ lắm ngồi nhiều lắm thì mới phát hiện được cái chỗ độ chênh lệch mát về cái quân lăn của mẫu mà 058 và mà 068 vì vậy mà hai mẫu này thì cái giá thành nó cách xa không nhau à không 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 cách xa nhiều đâu mà chỉ là khoảng hai uh, ba triệu thôi đây là phân khúc mà tầm à, uh, chứ 50 triệu phân khúc của Japan mẫu này được sản xuất vào năm 2015 mà A058 thì sản xuất hai đời 2015 và 2014. Bên đây thì hợp Japan có một mẫu cao cấp của hãng Fujiyuki, mẫu này thì là mẫu hiếm gặp bên shop của hợp Japan. Mẫu này màu bia và được sản xuất vào năm 2022. Mẫu này thì chắc chắn Việt Nam mình chưa có một chiếc nào mà hàng trưng bày mà được sản xuất vào năm 2022. Chủ yếu là 2021 hoặc 2020 mẫu này thì cực kỳ đẹp luôn. Phân khúc tầm 80 triệu nha. Mọi người có thể tham khảo Mẫu này thì à, cũng đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh nha y và nhớ được cái thói quen người dùng. À, về cái phần tay thì à, mẫu AS 2100 đã thiết kế khác đi rồi khác à, mẫu AS 2000 rồi. Đây là hai cái phần à À, để à, chiếc điện thoại và đặc biệt từ mẫu này thì đã có một cặp loa nghe nhạc, một cặp loa vòm ở hai bên này để chúng ta kết nối với điện thoại. Cặp loa này thì cực cực kỳ hay nhé mọi người nhé. Nếu mọi người nào mà thích nha, vừa massage vừa nghe nhạc thì cặp này có thể giải quyết được những cái 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 mà mọi người cần. Vì vậy mà phân khúc tầm à, khoảng khoảng 80 triệu thì mọi người nên à, cân nhắc để có thể à, à, tìm hiểu về mẫu AS 2100 này. Mẫu AS 2100 mới thì bên shop của Hàn Nhật à, à, bán cũng rất là rẻ thôi. Và bên đây thì hợp Japan có một chiếc Robo. Chiếc này là chiếc Luminous 30.000. Chiếc này là chiếc cao cấp nhất của hãng Family Canada rồi. Đây. Đây là một chiếc robo mọi người có thể nhìn thấy hai bên tay và chân. Khi mình chỉ cần cắm điện vào thôi thì, thì tay và chân nó sẽ hoạt động, nó khởi động. Đây, đây là chiếc robo Lovinus. Lovinus robo này, 30.000 mẫu này thì cũng đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh nhờ chiếc này là chiếc cao cấp nhất của family inada mẫu này thì có rất là nhiều bài kéo giảm Kiếu giản cực kỳ tốt, có năm bài kiếu giản lệnh Kiếu giản cong, kiếu giản thẳng, kiếu giản trái, phải Cập và vặn Đây là chiếc Kubernetes 30.000 Thì cũng phân khúc tầm trên 70 triệu thôi Mọi người có thể tham khảo à, ở Japan đang có chiếc màu đen trắng Đen kiêm Bên này thì những cái Cái miếng nhựa này thì thì Họ làm bằng màu kiêm sữa và miếng da này cũng vậy phân khúc trên 70 triệu thì mọi người à có thể tham khảo mẫu cao cấp của à, family Nada mẫu này là Luminous 30.000 mẫu này thì hiện à, thị trường Việt Nam đang có hàng xuất khẩu à, và giá bán mới niêm ít là 206 triệu 800 bên đây học à, Japan có một chiếc phi thuyền đây nè phân khúc trên 30 triệu thì học cho Japan có chiếc Fujizuki AS970. À, chiếc này thì trên, trên 30 triệu thôi và được sản xuất vào năm 2014. Đấy, như mọi người có thể thấy thì hầu như chiếc nào bên shop của Japan cũng có catalog hết. Vì hàng đấu giá thì bên Nhật họ, họ giữ rất là kỹ. Chứ không như hàng bãi thì tìm một trang à, một cuốn catalog nó cũng cực kỳ khó. Nguyên duyên nguyên bản 100% và được sản xuất vào năm 2014. Mẫu này thì là mẫu à, massage nếu mọi người mà cần một cái tư thế nằm thoải mái nhất thư giãn tốt nhất thì phần khúc trên 30 triệu thì học Japan khuyên mọi người nên tìm hiểu những mẫu như là Fujizuki IS970 hoặc là Fujizuki SKS6700 hai mẫu này thì là hai mẫu cao cấp rồi. và bên đây thì học Japan có một chiếc mà phân khúc trên 30 triệu à, đây là chiếc uh, Family Neda FDX, FDX F9000. Mẫu này thì được sản xuất vào năm 2016. Mẫu này với mẫu Family uh, fmc FMCS8100 thì nó là một, nó không có khác cái gì. Mẫu này thì đời này thì nó cao hơn đời S8100. S100 thì được sản xuất vào năm 2016 và chiếc này thì được sản xuất vào năm 2017. Đây, phân khúc trên 30 triệu của Family Canada thì tầm dưới 50 triệu của ba hãng nội địa Nhật Bản thì không có chiếc nào mà kéo giảm cuộc sống tốt như chiếc này. Đặc biệt thì chiếc này sử dụng hai động cơ và 8 con lăn lưng. Vì vậy cái tần suất massage rất là là là, 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 là tốt. Một là uh, động cơ thì chuyên về ở trên vai gái và một có động cơ từ vai gái xuống đốt trong cột. Mẫu này thì cũng rất là phù hợp với phụ nữ và người lớn tuổi bản điều khiển thì không khác gì S8100. Chiếc này thì chỉ, chỉ cần uh, Khi một điện nó khác đi cái thì 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 nó y chang 8100. Mẫu này trên 30 triệu thì mọi người cũng uh, uh, nên tìm hiểu về mẫu này để mình có thể mua một chiếc cái mát uh, tầm trung dành tặng cho uh, ông bà hoặc là uh, ba mẹ của mình. À uh, hiện thì bên shop của học japan còn rất là nhiều tại vì ở à, cửa hàng thì học japan mỗi mùa điên thì chỉ có mang về tầm một chiếc thôi một hoặc hai chiếc thôi như chiếc này thì có hai màu thì học japan mang về hai chiếc cho à, quý cô chú anh chị và các bạn có thể à, tìm hiểu và quý cô chú anh chị và các bạn ai cần à, tư vấn về những mẫu ghế massage nội địa nhật bản À, có thể liên hệ với, với, với em hợp Japan theo số điện thoại 0979991265 à, hoặc là nhắn tin bên Zalo, Viber thì em học sẽ tư vấn tới quý cô chú anh chị và các bạn để mình có thể à, tham khảo hoặc là lựa chọn được những mẫu ghế massage à, phù hợp với cái nhu cầu của những thành viên trong gia đình của mình. Một lần nữa thì em hợp Japan xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn à, trong thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ những sản phẩm ghế massage nội địa cao cấp bên shop của Japan. Em học Japan à, xin cảm ơn tất cả mọi người.